của tôi sau trận đầu tiên ra quân thì tuy là kết quả không được như mong đợi, nhưng mà đội tôi đã có điểm, một điểm trong trận đấu đầu tiên. Và cũng tôi còn cảm giác là cầu thủ của tôi đang có một số vấn đề về tâm lý khi lần đầu tiên bước vô giải, cho nên là những cầu thủ của tôi không thể nào thi đấu đúng với sức của mình được. Đầu ra quân thì toàn đội thi đấu thì vẫn chưa đúng ý như tôi mong đợi. Thì các cầu thủ vẫn còn chưa có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau và thì cũng chưa có được kết quả như mong muốn mà tôi đã trao đổi với cầu thủ của tôi. Về đội hình của tôi thì đây là một giải đấu mang tính đường dài, sẽ những vòng đấu sau này sẽ có những cái đột biến và tôi sẽ cố gắng để cho những cầu thủ của tôi thi đấu đúng với sức của mình và thi đấu thật tốt. Đối thủ thì tôi thấy tôi cũng đã quan sát kỹ và xem lại màn hình, thì tôi cũng sẽ có đưa ra những đấu pháp sẽ rất là hay cho trận đấu tiếp theo khi tôi gặp phải đối thủ rất là nặng ký này. Đội của tôi trận đấu này tôi nghĩ chắc chắn ăn đội Newcastle ít nhất phải là 2-0.